Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chỉnh cái mài ngựa ha. Mài ngựa, mài lược đàn. Thì nó có những cái thông số sau. Nhất là khoảng cách của những cái dây nằm ở dưới con ngựa dưới. Thì thường thường chúng ta sẽ khi chúng ta muốn mài á, mình sẽ nói khoảng cách trước nha ha. Thì chúng ta sẽ đo từ cái tâm của dây số 6 thì dây số 5, thì khoảng cách nó sẽ là 1,1 cm. Còn cái lược ở trên, còn lược lược trên là lược này thì khoảng cách của nó là không là 60 mm, 60 mm nha các bạn, gọi là 60 cm nha. Còn như đây là 1 cm, 1 cm 1 là khoảng cách thì để chúng ta biết, để chúng ta canh, chúng ta để cái dây và chúng ta khứa cái con ngựa dưới để cho nó đúng với cái size, đúng với cái khoảng cách của nó. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ tháo dây. Thì có nhiều bạn mình không có những cái dụng cụ giống như thế này, cái đồ tháo dây đàn hay đồ tháo nút giữ đàn như thế này, mình không có. Thì mình sẽ có một cách, đó là các bạn dùng cái vật nào đó, ví dụ như cái thước này chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nới ra, ta thọc tay vào tay này thì chúng ta giữ cái cầu dưới này, chúng ta ấn vô những cái nút nằm dưới đây. Đấy, tự động là nó sẽ nhô lên hết, chúng ta chỉ cần cục dạng thôi. Thì các bạn đừng nên lấy cái kìm, đừng có dạy dọc lấy cái kìm lại hoặc lấy cái vít gì lại nha, nó hư cái đàn của mình nha. Đó là cách mà hữu hiệu nhất khi chúng ta không có cái đầu lại của thay dây. Thì ở đây mình sẽ có hai cái lược đàn, đây là lược zin mà mình đã mài sẵn cho cái cây đàn này rồi, và lược trên mình cũng đã mài sẵn cho cây đàn rồi. Đây là cái lược mà mình mua ở ngoài về. Thì đầu tiên về thì các bạn sẽ sử dụng bằng cách mình thử như thế nào, thì mình sẽ coi hai cái đầu này nó là hình bao tròn hay là cái hình vuông để chúng ta biết để chúng ta mài. Đối với hình vuông á, có hình vuông thì các bạn mài dễ rồi, các bạn chỉ cần lấy cái đài giấy nhám hoặc là cái đá mài dao á, chúng ta chỉ cần cầm vuông góc chúng ta mài thôi. Còn các bạn nào kỹ thì các bạn sẽ dùng hai cái vật, chúng ta kẹp hai bên này, kẹp hai bên như thế này, một bên nữa là kẹp bên đây đó, rồi chúng ta mài như thế này thì nó dễ vuông góc hơn đó. Mài thế này thì nó dễ vuông góc hơn đó. Còn không á, còn hình bo tròn thì các bạn chịu khó các bạn mài như thế này. Mài cách là đưa đây. Chúng ta mài cách này, chúng ta mài hai đầu cho nó đều với nhau. Chúng ta chịu khó, cái lại cái này nó hơi cầu kỳ một tí, thì chúng ta chịu khó mài cho nó đều với nhau, rồi sau đó chúng ta ướp lượng vào, chúng ta đưa vào. Ở đây mình cũng đã mài sẵn cho cái cây này luôn, cho cái lược mới này luôn rồi, nên là nó sẽ dư khít. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái đàn là cái đàn có EQ. EQ là những cái backup, những cái cộng từ nó sẽ nằm ở đây. Đó. Thì khi chúng ta tháo cái backup này ra, ban đầu chúng ta lâu rồi dây nó đè lên thì nó sẽ nén lại với cái backup đó. Thì trước khi chúng ta tháo á, chúng ta sử dụng một cái vật nhỏ thôi, chúng ta khỏi. Nhẹ thôi nha các bạn, vừa tay thôi. Các bạn khỏi quá trời nước luôn á. Để làm gì? Để cho nó dụt cái khoảng nén nó lại nhau, rồi chúng ta gỡ lên từ từ thì nó sẽ không bị lôi cái sợi dây đó ra luôn. Nhưng mà chúng ta không làm như vậy nên lôi sợi dây ra khi nó bị đứt nữa. Là nó lại thêm tốn tiền. Và một cái lưu ý tiếp theo là các bạn nên để cái lược đàn ở dưới này trên cái mặt đó, chúng ta đó là đây là cái lược nó ok này, nó không bị lắc, là cái mặt dưới đây nè nó đều điều đó, cái này là cho nó chưa đều này, chúng ta sẽ mài lại cho nó đều. Bởi vì khi mà cái lược dưới này nó không đều á, khi mà cái âm thanh mà nó truyền qua cái lược này á, thì là nó sẽ không đều cái âm thanh. Ví dụ như ở dây mi này đi, nó sẽ bị nó bị thấp hơn ở bên đây một tí, mát thấp hơn tí, thì cái âm thanh nó truyền vào cái thùng đàn nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên là chúng ta sẽ mài cái này bằng cách nào thì chúng ta sẽ giữ ở giữa cái lược đàn này, cầm giữa lược đàn, chúng ta xoay theo hình chẵn ốc thì nó sẽ dễ điều hơn. Nếu như các bạn đè thẳng tới gì á thì có khi cái lực chúng ta nó sẽ đè bên đây, nó sẽ mòn bên đây nhiều hơn bên đây,
chúng ta chỉ cần đây chúng ta xây hình sáng ốc khoảng 1-2 lần là tự động nó sẽ điều lại. Và chúng ta bỏ đạn, nó đã cứng hơn hồi nãy rồi, ok chúng ta cứ bỏ vào thôi. Đó là cách mài của người dưới. Và khi nào để chúng ta mài người dưới, khi cái cần nó đã cong, nó đã dơn lên và cái ti này nó không thể nào nó hãm được cái độ cong đó, thì chúng ta mài của người dưới thì cá sành nó sẽ thấp xuống. Chúng ta đừng có mài người trên nha. Người trên khi chúng ta, bởi vì thường thường mình thấy mấy nhà sản xuất như Takimine, Tanglewood hay là Taylor á, họ đã mài sẵn chúng ta rồi, nó đúng chuẩn rồi. Mài ở đây nói chung là bạn mài cảm thấy đến khi nào mà bạn thấy cái action nó thấp thì ok dừng lại. Thì mài của người trên này nó sẽ khó hơn mài của người dưới. Người trên thì đòi hỏi chúng ta phải đo đạc cho nó chính xác. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần có một cây thước và một cái cây viết. Thì chúng ta thường thường là những cái lược, những cái ngăn đàn như thế này nó đã rất là đều, chúng ta để cái thước xuống là nó sẽ bằng luôn. Nên là chúng ta lợi dụng cái này, chúng ta giữ cái thước hoặc là cái viết cho nó đều. Nhớ nha các bạn, cho nó bằng nha, thẳng nha. Và chúng ta cầm cái, ở đây là cái lược mình đã mài sẵn rồi. Đây là cái lược mình chưa mài này. Các bạn thấy nó sẽ nhô lên, nó nhô cao lên. Thì cái này chúng ta sẽ giữ cái này, rồi chúng ta kẽ một cái lằn cho nó dính mực ở trên cái con ngựa này. Nó sẽ tạo ra một cái lằn. Ở đây nó có dạng hình cầu, cái hình hơi bo bo nha các bạn, chứ không phải là nó thẳng đâu. Các bạn mài thẳng luôn nó sai đấy. Ở đây nó có hình bo, khi chúng ta vẽ ra nó sẽ có hình hơi bo bo. Chúng ta chịu khó mài tới cái chỗ mà cái mực chúng ta thì chúng ta nên dừng lại. Đừng mài tới cái mực, khoảng cách từ cái mực đó nó nhú lên thêm một phần nữa là khoảng 0.05 mm. Đó, thì chúng ta sẽ dừng lại. Khi đó chúng ta sẽ dùng dũa để chúng ta dũa những cái rãnh này. Chúng ta dũa những cái rãnh để cho nó xuất hiện những cái, để chúng ta dũa những cái rãnh này. Dũa cái rãnh này thì mỗi cái rãnh, từ rãnh này cắt qua cái rãnh này nó sẽ là 0.6 cm, tức là 60 mm. Khoảng cách từ đây qua đây đó, tất cả luôn 6 giây này khoảng cách là như nhau. Thì chúng ta mài xong thì chúng ta dùng keo. Mình thêm nữa, cái đầu này có hai dạng, một cái đầu là nó sẽ bằng như thế này nha, nó sẽ bằng như thế này, thì các bạn mài chỉ cần mài ở dưới đây thôi, nó sao nó đều lại là ok, chúng ta dán vào. Còn có một loại là nó có thêm một cái ngăn này, nó nằm ở đây nữa đó, nó cái ngăn này nó nằm ở đây nữa luôn đó, thì các bạn đưa cái lược vô đó, nó hơi lọt chọt, nhìn nó ghê. Thường thường với mấy cái đạn đó là đạn Việt Nam á, nên là cái ngăn đó, thay cái ngăn đó là cái con lược luôn á. Cái bất lợi của cái ngăn đó là rất dễ bị đứt dây đàn. Còn cái kỹ thuật mài á, thì chúng ta vẫn ưu tiên mài hai cái đầu. Chúng ta sẽ mài hai cái đầu này trước, mài hai cái đầu này trước cho nó bằng với cái đàn trước, rồi sau đó chúng ta sẽ mài đến chiều cao, mài dưới cái này. Ở trên thị trường thì nó sẽ bán, bây giờ nó sẽ ngăn sẵn cái ngăn cho mình rồi. Đó, nó ngăn thẳng cái hăng như thế này rồi, chúng ta về chúng ta mua, chúng ta chỉ cần mài ở dưới thôi là xong. Chúng ta chỉ cần mài cái chiều cao thôi là xong. Thì ở đây mình sẽ chiếu sát cái thông số để cho các bạn xem nha. Các bạn ý cái rãnh dưới đây nè, cái rãnh này thì nó sẽ cái điểm có thấp cho này nó sẽ bằng với cái lược đàn dưới đây. Nó sẽ bằng với cái lược đàn này. Mình sẽ đo cho các bạn xem rồi, để ý các bạn nhìn nha. Đấy là cái rãnh dưới nó sẽ bằng cái bề mặt dưới đây nè, cái bề mặt của cái thước đây thì nó sẽ bằng với cái rãnh nằm ở dưới. Các bạn cố gắng các bạn mài cho nó ok như vậy là ok. Đấy. Khoảng cách từ cái rãnh này, tâm giữa rãnh này với rãnh này, tất cả các rãnh trên đây thì nó sẽ bằng là 0.6. Nó sẽ là 0.6, nó vừa đúng 0.6. Thì các bạn để ý cái giữa tâm này thì nó là 0.6 nha. Đó, các bạn đã thấy. Và đây là cái lược ngựa dưới, thì khoảng cách của từng dây này á thì nó sẽ là 1.1 nha các bạn. Chúng ta cầm, chúng ta so và chúng ta đưa nó đưa về đúng vị trí.
1.1. Rồi tiếp tục, tất cả các này đều là 1.1. Thì đó là cách mình chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta mài cái ngựa đàn sao cho nó chính xác, và những cái thông số khoảng cách này kia để cho nó chính xác trên cái cây acoustic. Dòng Lexus thì nó sẽ có cái thông số nó sẽ khác một tí, vì có cái ngựa đàn trên, ngựa đàn dưới, hay gọi là lược đàn ấy, thì nó sẽ dài hơn, nên là chúng ta sẽ có cách cái những thông số nó sẽ khác hơn. Rồi, hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái cách chúng ta mài ngựa và cách chúng ta đo đạc sao cho nó chính xác. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha.